Chào mừng các bạn đã đến với kênh bảo hộ xe máy Yohi Shop. Trước mắt các bạn là mẫu xe Rebel 500 nha các bạn. Thì bên shop đang tiến hành để lên cái cặp thùng hông, và bên shop đang canh chỉnh để gắn cái ba ga hông vào trước. Thì đối với những cái xe mà Rebel đã lên tựa lưng rồi thì mình vẫn có thể lắp được ba ga hông nha các bạn, vẫn giữ được cái phần tựa lưng phía sau. Đây là ba ga hông chính hãng của GV và được shop canh chỉnh lại theo form dáng của Rebel. Thì cái mặt ống thùng mà của chủ khách chọn là thùng E22N. Thì cái mẫu thùng hông này giá của nó là 2.010.000 và cái giá của cái ba ga là 1.460.000 nha các bạn. Và bên shop canh chỉnh theo chuẩn cái form của Cruiser. Thì tùy theo từng dòng xe mà cái cách mình canh chỉnh cái form dáng cho nó phù hợp với xe. Nếu mà những cái xe mà Cruiser mà các bạn gắn mà các bạn gắn theo cái kiểu mà sport thì nhìn nó mất cái form dáng xe thì nó không có đẹp nha các bạn. Thì mình gắn làm sao mà ôm sát nhất có thể và giữ được cái dáng xe thì nó mới đạt được yêu cầu của khách đưa ra. Và cái thùng hông E22 này mỗi bên là 22 lít nha các bạn. Thì một chìa khóa các bạn có thể sử dụng cho hai thùng luôn, rất là tiện lợi. Và mỗi thùng sẽ có hai chìa khóa. Vậy các bạn sẽ cua lại ba chìa và sử dụng một chìa thôi. Và thùng thiết kế chống mưa. Thì khi mà các bạn không sử dụng khóa lại thì thùng không có thể lấy ra khỏi xe nha các bạn. Thì khi nào các bạn cắm chìa khóa vào và để ở chế độ mở thì mới có thể lấy thùng ra. Và khi các bạn lấy thùng ra thì các bạn xách như một cái vali, vì nó có hai cái vali xách nha các bạn, rất là tiện lợi. Thì cái thùng này các bạn an tâm khi rửa xe hay gì đó, rất là chống mưa, rất là tốt. Thì cảm ơn chú khách ở từ Đồng Nai đã tin tưởng xuống ủng hộ. Và ở shop còn có rất là nhiều mẫu thùng khác, từ những mẫu thùng phía sau, thùng hông và các sản phẩm đi mưa, chẳng hạn như là ba lô đi mưa, áo mưa bộ GV, rất là nhiều mẫu mã. Các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng để lựa chọn sản phẩm và shop sẽ hỗ trợ lắp ráp vào. Đối với các bạn ở xa thì các bạn có thể đặt hàng, shop gửi đến tận nơi, các bạn kiểm tra đúng hàng rồi mới thanh toán nha các bạn. Nên các bạn cứ yên tâm. Và hàng bên shop là đảm bảo là hàng chính hãng 100% và bảo hành 2 năm. Ở shop thì còn có sẵn rất là nhiều mũ bảo hiểm 3/4 full face hoặc hàm của rất là nhiều thương hiệu. Thì bên shop có bán sỉ và lẻ luôn nha các bạn. Những shop nào có muốn lấy sỉ thì cứ liên hệ với shop, shop sẽ báo giá cho các bạn. Shop cảm ơn các bạn luôn quan tâm và theo dõi.